Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bất động sản Senhome. Chương trình đang được phát trên trang senhome.vn. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để nhận được những thông tin hấp dẫn liên quan tới lĩnh vực bất động sản. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Lăn sóng chờ bắt đáy thị trường bất động sản, liệu có thể dò được đáy thị trường để chớp thời cơ đầu tư bất động sản? Gặp gỡ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản để cùng phân tích liệu thời điểm hiện tại đã phải là lúc để thị trường xuống đáy. Cơ hội đầu tư bất động sản Úc tại dự án Marlborough ở khu vực Windham City. Thưa quý vị, các nhà đầu tư bất động sản luôn có xu hướng bắt đáy thị trường. Họ thường sử dụng những phân tích cơ bản hoặc những phân tích kỹ thuật để suy đoán rằng giá giao dịch hiện tại bất động sản chỉ là tạm thời và sẽ phục hồi để trở thành một khoản đầu tư sinh lời theo thời gian. Và làn sóng bắt đáy thị trường bất động sản đã bắt đầu quay trở lại. Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, đa số nhà đầu tư bất động sản tạm thời áp dụng chiến lược hoạt động cầm chừng khi dịch diễn biến ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, từ tháng 4 trở đi, số lượng nhà đầu tư đợi bắt đáy bất động sản có xu hướng tăng lên. Nhóm nhà đầu tư này chuẩn bị dòng tiền mặt để lùng mua bất động sản giá thấp hơn cột giá năm 2019, thậm chí kỳ vọng mức giá mới quay về giai đoạn nhiều năm trước. Phản ứng của nhóm nhà đầu tư này bắt nguồn từ tâm lý dò đáy thị trường khi mà bất động sản khủng hoảng năm 2008. Khá nhiều loại tài sản rơi vào trường hợp xấu bốc hơi 50% giá trị và họ tin lịch sử có thể lặp lại. Tuy nhiên, dấu hỏi lớn đặt ra là lúc nào thích hợp để bắt đáy bất động sản. Các chuyên gia cho rằng dò đáy của thị trường luôn là bài toán hóc búa. Đáp án rõ ràng nhất là chờ kết thúc chu kỳ khủng hoảng mới có đầy đủ cơ sở xác định giá đáy. Hiện nay thị trường địa ốc có bị đánh giá là khủng hoảng hay không và đâu là điểm bắt đầu của chu kỳ suy thoái vẫn còn là dấu hỏi lớn. Thị trường cần thêm nhiều dữ liệu, mức độ ảnh hưởng của COVID-19 nặng nhẹ ra sao, các gói tài khoá được phân bổ như thế nào, các kênh đầu tư liên thông với địa ốc có duy trì được hay không, các chính sách hỗ trợ ngành bất động sản đến đâu để có thể xác định điểm bắt đầu và từ đó dò tìm điểm cuối của biến động giá tài sản. Theo các chuyên gia, việc xác định chính xác đáy của thị trường là rất khó. Vậy nên thời điểm này, chúng ta vẫn nên thực hiện việc đầu tư như bình thường. Quan trọng là phải xác định được đâu là giá trị thực của sản phẩm mình định đầu tư, thì mình mới biết liệu khoản đầu tư của mình có lợi hay không. Thưa quý vị, việc xác định được đáy của thị trường là bài toán hóc búa và khá khó khăn để tìm ra được lời giải. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư bất động sản vẫn có giải pháp để sản phẩm mà mình đầu tư mang lại lợi nhuận và đạt tính thanh khoản cao. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn cùng với ông Alan Hoàng, giám đốc phát triển dự án của Sen Australia, đồng thời cũng là một chuyên gia đầu tư bất động sản nhiều năm kinh nghiệm. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị, tôi là Alan Hoàng, giám đốc phát triển dự án của Sen Australia. Thì chủ đề về bắt đáy thị trường là một chủ đề cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, liệu đâu là đáy của thị trường thì không có một ai có thể trả lời được. Trong cái thời gian mà thị trường khó khăn như này thì rất nhiều nhà đầu tư vẫn kiếm được những cái khoản đầu tư sinh lời rất tốt. Vậy thì họ đã làm những cách nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thì thứ nhất thì chúng ta cùng phân tích xem thực sự là cái đáy của thị trường liệu chúng ta đã bị bỏ mất hay chưa? Hay là nó còn giảm xuống nữa? Thì thống kê là chỉ số S&P 500 vào ngày 20 tháng 2 thì đã đạt đỉnh và đến ngày 23 tháng 3 thì xuống chạm một cái mức hạ thấp khủng khiếp gần 40%. Thì liệu cái ngày mốc ngày 23 tháng 3 này thì đã phải là đáy của thị trường hay chưa? Thì khi mà chúng tôi nghiên cứu về thị trường, thấy những cái con số mà từ ngày 23 tháng 3 trở đi, thấy số liệu của thị trường tăng trưởng thì thấy là nó rất là phi lý. Lý do vì sao mà những cái con số tăng trưởng này thấy phi lý là bởi vì thứ nhất là chúng ta không thực sự biết là liệu dịch bệnh có thể chữa được hay không. Không có một cơ sở nào về pháp đồ điều trị cũng như là vaccine. Thứ hai là rõ ràng là tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái doanh thu của các công ty. Tiếp theo đó thì chúng ta thấy rằng rất nhiều người mất việc. Ở Mỹ thì đã hơn 22 triệu người đã không có công việc, không có công ăn việc làm. Và cái việc mà mất việc như này thì họ có một cái ảnh hưởng lớn tới ngân hàng. Đó là họ không thể trả nổi các cái khoản tín dụng, các khoản vay, đặc biệt là trong những cái khoản vay bất động sản. Thì liệu đây có thể sẽ có một cái làn sóng về sụp đổ về cái thị trường bất động sản hay không? Thì đây cũng là một cái ảnh hưởng lớn cho nền kinh tế. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là những cái chính sách của ngân hàng nhà nước, đặc biệt là ngân hàng Fed ở bên Mỹ, thì ta thấy là hiện nay không thực sự là có hiệu quả.
Mặc dù là có thể là chúng ta giảm, thông thường thì khi mà thị trường khó khăn thì Fed giảm lãi suất để kích cầu, và khi mà thị trường overheat, nghĩa là quá nóng, thì họ tăng lãi suất. Nhưng mà hiện tại việc giảm lãi suất, giãn nợ thì cũng không thực sự giúp các doanh nghiệp vượt qua được cái thời gian khó khăn này, vì bản chất là họ không thể có được cái nguồn doanh thu đầu vào vì mọi hoạt động kinh doanh của họ phải dừng lại. Từ những cái khía cạnh này thì chúng ta thấy là bản thân tôi thấy nó rất là phi lý khi mà thị trường chứng khoán có những cái bước đi tăng vọt từ ngày 23 tháng 3 vừa rồi. Tuy nhiên, nhìn ở một yếu tố khía cạnh khác, đó là liệu có phải là các nhà đầu tư đã đề phòng tất cả những cái trường hợp xấu xảy ra, nghĩa là họ đã lường trước được những cái trường hợp mà xấu nhất xảy ra và họ nghĩ rằng không còn cái trường hợp gì mà xấu hơn. Tiếp theo đó là họ biết được rằng qua các cái cuộc khủng hoảng thì chỉ số cổ phiếu luôn luôn là hồi phục tăng trở lại. Chính vì vậy họ có một tâm lý là tâm lý không bán ra cổ phiếu nữa. Và cái việc mà họ giữ lại cổ phiếu như vậy thì cũng giúp họ giữ được cái giá trị cổ phiếu cũng như là tăng và hồi phục giá trở lại. Một trong những cái yếu tố khác, nghĩa là các nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường thì thực sự là trước khi mà thời gian khủng hoảng các chỉ số đều rất tốt, từ công ăn việc làm, từ giá dầu, từ lãi suất thì đều là chỉ số tốt, và chỉ có cái việc và tình hình dịch bệnh tạo ảnh hưởng và cuối cùng thì dịch bệnh cũng sẽ trôi qua. Thì đây cũng là một cái mà họ, các nhà đầu tư suy nghĩ, và có thể là khi mà họ giữ lại những cái khoản đầu tư này thì giá trị của họ, giá trị cổ phiếu của họ chắc chắn sẽ tăng trở lại. Như quý vị đã thấy thì khi mà nhìn về hai khía cạnh liệu thị trường có thể tăng trưởng trở lại hay là sẽ xuống đáy tiếp thì chúng ta thấy rằng rất khó để xác định. Vậy thì hướng đi nào sẽ là hướng đi tốt nhất cho các nhà đầu tư? Hiện tại thì khi mà thị trường rất là không rõ ràng như này thì chứng khoán không phải là một cái hướng đi an toàn. Vì vậy thì một trong những kênh khác mà hiệu quả hơn, như chúng tôi đã chia sẻ ở chương trình trước, thì chúng ta sẽ tập trung vào thị trường bất động sản. Vậy thì thị trường bất động sản thì chúng ta sẽ nghiên cứu làm sao để mua được cái giá tốt nhất tại hiện tại, và liệu cái sản phẩm mà chúng ta đầu tư thì đã phải là một cái sản phẩm mà tiềm năng tăng giá tốt trong tương lai hay chưa. Thưa quý vị và các bạn, với những phân tích vừa rồi của chuyên gia, có thể thấy rằng thị trường bất động sản luôn có sức hấp dẫn đặc biệt thu hút các nhà đầu tư. Và ngay sau đây xin được mời quý vị cùng đến với thông tin về dự án Mamborin ở khu vực Windham City, cơ hội đầu tư có 102 dành cho các nhà đầu tư. Dự án Mamborin nằm ở khu vực phát triển mạnh phía tây Melbourne. Dự án này dễ dàng kết nối với ga tàu, trung tâm mua sắm và nhiều tiện ích khác. Như là trường học, thư viện, trung tâm biểu diễn nghệ thuật hay đến cả khu bảo tồn thực vật, công viên. Even a performing arts center. With a choice of planned nature reserves and parks you'll love to discover. And fun playgrounds to explore. Or imagine being a future member of an exclusive residence. Ngoài ra, ở Mamborin, sức khỏe và niềm vui của cư dân được đặt lên trên hết. Bạn sẽ được tận hưởng những tiện ích như là phòng tập gym, bể bơi, phòng đa chức năng, sân tennis. Or better still, finding the one. Ngoài ra, dự án Mamborin còn được phát triển bởi chủ đầu tư Fraser Property Australia, công ty bất động sản hàng đầu nước Úc với lịch sử gần 100 năm phát triển. Mamborin tự hào khi mang tới cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xây dựng, thiết kế hiện đại, sang trọng theo định vị cộng đồng 6 sao. Đến với Mamborin, bạn sẽ tìm thấy một mái ấm hoàn hảo, nơi mà cả gia đình cảm nhận được sự gắn kết từ một cộng đồng hạnh phúc. We have a rich history of creating proud communities. An experienced team, we have built our reputation on designing unique spaces. At Fraser's Property, we not only have a vision, but take great pride in bringing it to life.
Why just imagine? Về lĩnh vực bất động sản thì Sen Group đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nước, và với thị trường quốc tế thì Sen đã nghiên cứu 6 năm trở lại đây. Và đặc biệt là khi nghiên cứu về thị trường Úc năm vừa rồi thì chúng tôi rất bất ngờ. Hiện tại giá đô là cái yếu tố mà khiến thị trường này là thị trường hấp dẫn nhất. Tỷ giá đô Úc với Việt Nam đang thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong khi đó, khi chúng ta so sánh giữa tỷ giá đô Mỹ và Việt Nam đồng thì không có sự chênh lệch đáng kể. Yếu tố thứ hai bên cạnh tỷ giá đô đó là cuối năm 2019 vừa rồi thì thị trường Úc đã chạm đáy. Chính xác là chúng tôi đã xác nhận được đáy của thị trường bất động sản Úc vào tháng 9 năm 2019 và hiện tại đang ở trong chu kỳ tăng giá trở lại. Và yếu tố thứ ba thì là 27 năm nay thị trường Úc chưa từng rơi vào khủng hoảng kinh tế. Đây là một cái thị trường an toàn nhất cho các nhà đầu tư trên thế giới. Và nếu mà xét trên nhìn trên các cái biểu đồ về những cái người, những cái triệu phú mà định cư vào các quốc gia thì Úc đứng hàng đầu. Với phương pháp đầu tư giá trị thực thì chúng ta thấy dự án Mamborin là dự án điển hình, một trong những dự án tuyệt vời, một cái cơ hội tuyệt vời cho các những nhà đầu tư. Thì với phương pháp này thì chúng ta sẽ đầu tiên sẽ là xác định giá trị thực của liệu đây có đã phải là một cái giá tốt để mua vào hay chưa. Thứ hai là chúng ta xác định tiềm năng tương lai của dự án. Và thứ ba đó là chúng ta xác định mức độ cho thuê. Ở đây là để nói về độ, tính về độ nguồn cung và cầu của dự án. Tôi sẽ đi cụ thể vào từng yếu tố một. Thứ nhất là đối với yếu tố giá trị thực, giá trị giá đã tốt chưa, thì chúng ta có hai phương pháp. Một là chúng ta có thể vay ngân hàng, thì ngân hàng sẽ là người thẩm định giá trị của bất động sản đó. Việc thứ hai là các bạn có thể so sánh với những sản phẩm, với những bất động sản được bán lân cận gần đó. Và khi chúng ta đi khảo sát những dự án lân cận, những nhà được chào bán lân cận, những giao dịch mới gần đây, thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như là dự án một ngôi nhà ngay đối diện dự án của chúng ta đang được chào bán với giá là 619.000, tương đương với 9 tỷ. Đây là dạng nhà một tầng và rộng 426m2. Còn gần đấy thì có một dạng nhà 2 tầng được bán với giá là 790.000 đô Úc, nghĩa là tương đương với 12 tỷ. Trong khi đó thì dự án Mamborin, chúng ta có thể sở hữu vĩnh viễn những căn biệt thự cũng tương đương với cả diện tích đất, với giá đâu đó chỉ từ 500.000 đô Úc cho đến 600.000 đô Úc, nghĩa là từ 7 tỷ rưỡi đến 9 tỷ Việt Nam đồng. Lý do mà chúng ta có cái mức giá ưu đãi như hiện tại là bởi vì đây là một dự án mới, vẫn đang triển khai ở những giai đoạn đầu. Thì chúng ta còn rất nhiều dự án về sau, thì khi mỗi dự án mới triển khai thì giá nó sẽ tăng lên một xíu. Thì với những giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ có mức giá tốt hơn so với thị trường xung quanh. Thì đây là một cơ hội tốt cho quý vị nhà đầu tư. Tuy nhiên, yếu tố này chưa phải là tất cả. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem liệu khi đầu tư ở đây thì trong tương lai tiềm năng tăng giá ra sao. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu về thị trường Melbourne cũng như là khu vực phía Tây thì chúng ta đã rõ đây là một thị trường tuyệt vời nhất, và đặc biệt là khi ở khu vực phía Tây là khu vực mà có nhiều biến số giúp cho giá trị bất động sản tăng lên, như là dự án cầu đường, cầu cao tốc Westgate Tunnel sẽ giúp giảm cái việc di chuyển, giảm thời gian di chuyển giữa dự án với trung tâm thành phố, cũng như là khu y tế, cơ sở giáo dục và công an việc làm mới tại khu vực phía Tây, chỉ cách dự án khoảng 15 phút thì sẽ giúp đem lại khoảng 40.000 công an việc làm mới cho khu vực phía Tây của Melbourne. Thì đây là một trong những yếu tố về tăng giá trị bất động sản cho dự án. Một trong các phương pháp tiếp theo mà để nhìn về cái tiềm năng tương lai là chúng ta có thể nhìn về quá khứ. Quá khứ ở đây có nghĩa là chúng ta có thể nhìn qua về khu vực phía đông, nghĩa là khu vực đã phát triển lâu đời của Melbourne. Thì ở khu vực phía đông, cùng khoảng cách đi vào trong trung tâm thành phố, chúng ta có thể so sánh với vị trí ở khu vực Dandenong. Thì chúng ta ghi nhận một số dự án, một số nhà được chào bán với giá là 1 triệu đô Úc, tương đương khoảng 15 tỷ Việt Nam đồng cho một căn biệt thự 600m2. Trung bình ở đây thì khoảng 750.000 đến 820.000 đô la Úc cho loại dưới 500m2, thì đâu đó là khoảng 11 đến 13 tỷ. Như vậy là chúng ta đã thấy được là hiện tại thì khu vực phía Tây, cùng khoảng cách, cùng thời gian để đi vào trung tâm thành phố,
thì đang có mức giá cực kỳ hấp dẫn. Thông thường khi mà các nhà đầu tư xem xét vào hai yếu tố là mua được giá tốt hơn so với khu vực xung quanh, cũng như là yếu tố là tiềm năng tăng giá trong nội bộ dự án là cũng có tiềm năng tăng giá giữa các giai đoạn, cũng như là tiềm năng tăng giá từ việc mà phát triển cầu đường cơ sở hạ tầng, thì các nhà đầu tư đã muốn xuống tiền vào đây rồi. Tuy nhiên, một yếu tố nữa mà thường các nhà đầu tư bỏ sót mà tôi cũng muốn đề cập tới đây, đó là yếu tố về tỷ lệ cho thuê, tỷ lệ phòng trống và tỷ lệ lấp đầy. Thông thường mà khi mà chúng ta đầu tư những cái sản phẩm nhà đất, biệt thự ở khu vực xa trung tâm, chúng ta không quá đặt kỳ vọng vào việc cho thuê. Nhưng cái mà tôi muốn quý vị để ý ở đây đó là cái tỷ lệ chống phòng, tỷ lệ lấp đầy, để giúp chúng ta xác định liệu ở khu vực này nguồn cung có quá thừa thãi hay không. Thì khi xét về tỷ lệ chống phòng ở khu vực Windham City, nghĩa là khu vực của dự án Mamborin, thì chúng ta thấy rằng hiện tại chỉ có 2% tỷ lệ nhà lấp đầy trong tháng 3/2020, nghĩa là đâu đó cứ 100 căn nhà thì chỉ có 2 căn là để trống. Đây là một tỷ lệ cực kỳ tuyệt vời. Điều này càng khẳng định cho đánh giá của chính phủ tiểu bang Victoria rằng dự kiến năm 2022 sẽ là một năm thiếu hụt nhà ở Victoria. Thưa quý vị, những hình ảnh của dự án Mamborin ở khu vực Windham City cũng đã khép lại bản tin bất động sản Senhome của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.